xì mỡ á chị. Xì mỡ à? Nó sâu kìa. Nhìn hấp dẫn chưa? Quá chị ngon à. Mình tay xuống nước thì dễ lắm. Nứt cho nó chín, nó lòi thịt ra nè. Ngon quá. Ngồi nhìn cái ăn tới cái mặt nó tèm khem gì kìa. Ngon quá bạn. Dạ. Tại nó ngon quá luôn. Rồi dính rồi. Dư hỏi ngon không kìa. Ăn khoai lùi cho là phải vậy đó. Dư thấy họ dính gì vậy. Dạ biết. Ở trong miệng con ngứa. À, mặt anh hai dính cái gì vậy? Anh hai dính gì vậy? Con đồng bao. Dính gì Như? Ờ. Có đâu quá hả? Mới chỉ mới đầu có râu rồi. Qua mét. Anh đang nữa hả? Anh đang dính nữa hả? Đâu dính chỗ nào Như? Nó. Chỉ à. Quá chị dính rồi, hai anh này ăn quá chị dính miệng luôn à. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mấy anh em mình được mấy con cá, chuẩn bị mấy con cá nữa nha, hai nhỏ ăn với hai anh em mình. Mời cả nhà vô biết với hai anh em mình nha. Đốt lửa quá. Anh em bắt tay lần. Ừ. Đi. Khoai mì. Đốt lửa xong rồi nữa đi nhổ mấy củ khoai mì nữa. Ừ, hồi con nhẫn tía rồi mấy bụi khoai mì có nhổ. Để đốt lửa đi xong đi ra nhổ khoai mì. Thôi rồi mấy thằng cua có học xí mít cua nướng cha đặt. Anh ba đây nhóm lửa nha. Em đi em với Hiền Đăng với Mẫn đi ra nhổ khoai mì ạ. Ừ, để đốt than nha. Đi. Đi qua đây nhổ mì. Con Mẫn đi lượm mấy cua luôn. Cua ha. Dạ. Em có mì nè. Mì này chắc nổ đây nha, đây cua đây. Đi lượm cua đang á. Đi kiếm cua đi. Con còn đi kiếm cua, có cua không? Cua quá trời rồi. Nè, cua nóng kìa. Coi đập, coi chừng đập cỏ của ngoại nha. Ôi, cua kinh càng không vậy? Đâu có cua, ở kìa. Quá. Thôi, à, đã quá. Đập cỏ ngoại là kì con ở phía sau này có con nữa nè. Nè đó, đây nè, nó núp rồi nè, thấy không? Ôi trời, cua kinh càng luôn tôi. Vô rồi lát nước ăn đã luôn rồi. Còn không? Đó này chắc hết rồi đó cô ơi. Ủa đem mấy dao ra hả? Dạ. Lấy đâm xuống. Nó mọc nữa. Chặt nó đàng hoàng, ghim nó chống. Ui, nhiều rồi. Trời ơi, cũ chặt quá. Chào cả nhà nha. Đây mình nướng cá cả nhà. Mấy cái ruộng ngon quá. Rồi cá ngon lắm. Em nhổ có bụi mì bao nhiêu nè. Nướng đã luôn. Củ này sao nó to như vậy? Sao nướng chín nó? Chắc nướng mấy củ nhỏ thôi. Củ nhỏ ăn đủ. Bắt cua có không Đăng? Có. Nướng không ra nó cũng cũng không cho.
Nhà phải lên nướng lùi dưới đây ha. Để lát chín cá chín hình rồi thỏ đi bỏ đi. Ồ, cá nướng đã rồi. Mỡ quá trời luôn, nó nhiễu ha. Xèo xèo xèo. Xèo xèo. Khoai nướng ở dưới. Em để thấp quá cái nó áp lửa thì phải kê nó khoai kìa, mấy củ khoai á. Khoai lát bỏ vô lùi dưới. Ngon quá ha, có bụi mọc quá ha. Bụi mọc. Bụi mọc ăn. Củ bự nó nướng thì mời mới chín. Nướng mấy củ nhỏ được rồi. Nướng nó nướng củ bự luôn nhưng mời mới chín. Thôi con quắt được cái dây hả? Mấy con, trời ơi nướng xong vậy. Ồ, được 4-5 con à, lấy ra mấy con nướng không cho. Ngon quá luôn. Ôi. Mỡ nó sôi sôi lên hả chị? Cái này sao nó béo dữ vậy ta, nó ngập quá trời luôn á. Mỡ không. Thấy sao ơi. Xuất sắc luôn. Em xin mấy củ khoai mì. Chấm mắm gừng là ngon hết sảy luôn. Chấm mắm gừng là bá cháy rồi ha. Anh Hai làm nước chấm của anh Hai ngon lắm á, kêu con kêu anh Hai làm đi đó. Nước chấm muối ớt ngon lắm luôn. Chúc anh Hai làm cho hai đứa ha. Chúc anh Hai làm cho. Vẫn có làm nước chấm nó cũng ngon rồi. Ngon ha. Dạ. Anh Hai làm nước chấm đó là tốt nhất luôn. Rồi ok, để lên nó rồi. Nhìn con nè. Mày nướng cho hai đứa ha. Rồi. Hai đứa bắt cua bự không vậy? Cua nhỏ không thả lại hết rồi hả? Dạ. Ngon quá vậy. Ờ, Hương còn cái càng nữa. Cái càng này nướng nó lọt tốt luôn á. Đó. Nó lọt xuống luôn. Đây mình làm nước mắm gừng ha. Có tỏi, ớt, gừng chung hết mình bỏ vô đây. Đậm. Mình bỏ đường vô thẳng mình thấy đậm nó không có văng. Tỏi ớt với gừng mình đâm xong rồi. Với đường mình đâm cho nó tan ra. Mở vô. Đổ cái tô. Mình cho chút xíu nước ấm. Với 3-4 muỗng cà phê nước mắm. Cho ăn trái chanh nè. Cái chanh cá mình chín rồi mình gấp ra nha. Đây sắp khủng kinh xong rồi lộn ổn.
anh Mẫn à. Không quá luôn. Cô con cũng chín luôn rồi đó nè. Dạ. Nó sôi sôi lên nè. Nhà mấy em cua đi lên luôn. Mình đứng khoai tiếp ha. Nước khoai. Nước khoai nướng vậy nó không có chín đâu thôi. Mình phải lùi cho nó ha. Dạ. Rồi, đó. Cá rô nữa. Rồi, nước khoai tiếp. Nhân giả mà ngon. Trời ơi. Trời lớn luôn. Nguyên con nhỏ ra luôn rồi. Trời chiếu ra ngoài này ngồi mát luôn. Cục này hành than luôn nữa. Chín rồi đó, chín. À, con đừng có bóp ra than nó rớt lên chiếu con. Để kiếm cái gì lót á hả. Cạo mấy cái đen ra. Cái gì lót cạo mấy cái đen ra mới ăn được. Trời ơi. Cũng có bữa con mặn nhỏ à, nước sao cái con quéo lông chân mày luôn. Ui, nước của hơi bự đâu. Ồ, nước là chín rồi đúng rồi. Thôi, cũng phải bự cũng nứt ra luôn rồi nè. Chín hết rồi. Ừ, chín rồi. Rồi, phải nứt ra thấy ngon quá trời luôn. Cái kẹp của Út vậy, cái gấp nha. Wow. Để đây. Ăn kiểu này nhớ hồi xưa ha. Lâu rồi, quay về thời hồi xưa. Cái thời cho hai mấy đứa nhỏ trải nghiệm ngày xưa trở về tuổi thơ của về cha mẹ tuổi thơ của mình hồi đó khoái cắt nhà chòi rồi ăn khoai nướng rồi vậy nè. Wow, bánh kí lục khoai lù cho khoai nướng rơm á. Em nướng hết nửa cục rơm luôn. Ủa ơi trời 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 luôn. Mấy cụ nhỏ nhỏ vậy mới ngon rồi. Hết rồi, mình đập cái kia ra cho sạch đi rồi mình ăn luôn. Mình tay xuống nước cho dễ. Nước cho nó chín, nó lòi sạch ra nè, ngon quá. Đập ra mà, đập cho nó mấy cái cho nó khét á, cho nó sứt ra. Khoai mì nhỏ nhỏ ăn nó dễ dẻo hơn. Thì bây giờ con lấy ăn rồi đó hả? Chưa. Chưa cho con biết. Trời, mẹ nói như đó giờ chưa ăn. Chị dễ con quá. Nguyên gia đình đồng đủ luôn, đông vui luôn. Bữa nay chủ nhật. Nay chủ nhật. Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Phải nướng thơm lắm. Đồ gia đình mình nướng xong rồi mời cả nhà cùng dùng với gia đình mình nha. Có khoai, có cá, có cua. Mời dùng. Mời cả nhà nha. Cả nhà mình. Mời cả nhà luôn nha. Rồi, mấy đứa ăn đi. Giờ mấy đứa thích gì ăn cái đó, thích cua, ăn cá, ăn cá. Đây, cho thay cá. Wow, trời ơi, con cá này nó nhỏ mấy lần này. Không ăn cá nó ăn cua nè. Có ăn con cua luôn. Con cá có làm á. Đây sẽ như ăn khoai nè, như thích ăn khoai nướng nè. Sẽ dọc vậy thôi. Mẻ ra. Càng mẻ càng mẻ. Sao? Sẽ này có chín không? Ủa đó bột không à. Wow. Khoai này phải dạng là Út đem ra trồng rồi phải không? Đúng rồi. Giống của Út Kiều nè. Giống què mà. Phải giống khoai của Út Kiều. Bà nói chuyện Út Kiều đó. Này bóc này chấm này nữa. Cua khoai mới nhỏ ngọt ha. Ừ chấm cái mới ngon này thôi. Khoai này nướng nó thơm mà nó dẻo ghê nha. Cua này nướng mà nó không có tanh lắm. Nướng cho nguyên. Nguyên hả? Ăn ngon quá nè. Ngon quá. Ăn khoai nướng ngon quá. Càng của anh hai kìa. Trời ơi. Càng bự quá. Còn càng bự nè, đang ăn luôn đi. Ăn sao con mẹ thôi. Khoai ngon quá. Đó, phải từ từ. Khoai,
nước ngọt. Mấy mấy mày mượn tôm của mượn kia chị ba nó chín mà chín luôn á. Chị đốt lửa từ từ á, nó chín cá. Ngắm vô chín á. Cá ngọt á, chấm mực ngon. Cá chấm mắm mực. Thịt cua ngon. Nè, mắm mực này thơm, cá nướng có thơm không? Mực Úc Kiều làm ấy, khoai mì á. Ngon quá. Có rau răm nè, ai thích ăn rau răm đó. Cá chị ba nướng. Ừ. Mở không mà nó mập ghê luôn. Nè, bỏ miếng nước mắm gừng ngọt dạ ha. Mắm gừng cuốn miếng rau, ăn miếng rau gầm nó ngon lắm. Có đâu ăn cái này nè. Ăn cái dạ đúng không? Cái cây. Ôi ơi. Ừ. Mới đã. Con ăn con siêu to khổng lồ. Này phải nướng lâu á, mấy phải nướng lâu á. Dẻo mà nó dẻo mà nó ngọt. Nó nói chứ cá gô xương lắm nha, hai đứa em nói thật nha. Ngon quá lắm con. Cá gô nhỏ mà có thịt nhiều quá. Nhiều à? Thịt mấy cá này ngọt quá. Cá bự kìa cho con ăn. Nướng chỗ này ăn ngọt. Ngọt mà thơm ha. Ăn gừng ha. Bảy. Em nửa con, hai nửa con. Trời ơi, trên hai nửa con bự dữ hả? Vậy mới ngon chứ. Con cá nữa phải không? Ngon. Cá nướng ngọt quá. Nướng nướng không có ớt gì mà nó ngọt. Thật ngọt quá. Thơm nó tự nhiên ha. Ủa nó chấm phan ngon quá. Lâu lâu ăn kiểu dân giả cha. Vậy ngon chứ. Trời ơi, thịt heo, trời ơi, nguyên một cục xà bá. Ngon, ngọt ha. Ăn cho con này mới đã. Ba. Cái nước mắm đó là dành riêng cho hai đứa đó. Thấy cũng bỏ ớt nhiều, hai đứa này ăn ớt cũng được quá ha. Mắm nó đỏ, ớt này nó đỏ mà nó không có cay. Nước chấm đó mặn làm hay mẹ làm? Úc làm. Úc làm hả? Nhỏ rồi. Củi anh. Trời ơi. Anh nè. Để xong có tay ơi. Quá sức ngon luôn. Nóng nóng. Vậy phải. Trời ơi, khoai mì chấm nước mắm gừng nè. Đó. Trời ơi nè, nè. Khoai gừng chấm. Khoai mì chấm mắm gừng. Khoai nó vàng ngợi luôn à. Ôi ôi ơi. Ngon luôn anh. Thôi. Nè, lột cái nó chốc lóc ra nè. Dữ dằn. Mình thấy bự bự tưởng không chín ha, mà mình ninh lửa lâu chút xíu nó hình máy gom lại nó hầm á. Thôi mình chấm muối ớt. Nãy em tưởng không chín hết chứ. Chín thôi rồi. Chấm cá, lụp vỏ rồi. Trời ơi, chấm cá thôi, mỗi phần chấm khoai. Vô. Vô. Chấm khoai luôn. Ừ. Ôi, mở cá nó béo rồi. Bởi vì bột ha. Nó bột mà bột bột dẻo á. Tôi chấm này con phân ngon á. Rau thùi phải lan đâu. Quá sức ngon. Thấy màu vàng là biết ngon à. Quá em ơi. Ngon à. Ngon. Lộn ra. Cô bự nó chắc cũng chín luôn rồi đó. Đã nè. Nóng. Còn ngon. Này quay lại về tuổi thơ ha. Bột. Nhỏ đi nhỏ nhỏ ngoài không? Đào phải mì nè, kiếm phải mì nè, đi ra lục của người ta bị vượt hoài. Có đâu, của nhà rồi mình lấy vốn chứ chưa, không ngủ chưa nè, đi ra giường đi đào cái này đâu nọ. Đang mặn chưa trải qua tuổi thơ vậy đâu. Trời. Nhưng mà có cái mặn mà trải qua tuổi thơ đi là cũng chín dịch lời. Lúc nhỏ là chuyên gia là đi đào phơi mì phơi lan nướng gì nè. Căn nhà giỏi ha, nấu cơm được chơi ha. Ngồi nhìn cái ăn tới cái mặt nó tầm khem gì kìa. Ngon quá bạn. Hai đứa ngon quá luôn.
Dừa dứa ngon. Dừa hỏi ngon không kìa. Ăn khoai lùi cho là phải vậy đó. Vừa thấy nhỏ dính gì vậy? Dạ biết. Ở trong miệng con ngứa. À, mặt anh hai dính cái gì vậy? Dạ? À, cái gì vậy? Con đồng bao. Dính gì nhờ? Ờ. Có đâu quá hả? Mới chỉ mới đầu có đâu rồi. Bà mẹ anh đang nữa hả? Anh đang dính nữa hả? Đâu dính chỗ nào nhờ? Nó. Chỉ à. Quá chị dính à, hai anh này ăn quá chị dính miệng luôn à. Gia đình mình đáng xong cả nhà ơi, ngon lắm, xài hết, ăn hết mâm rồi. Thôi gia đình xin bye bye chào cả nhà nha. Bye bye. Chào cả nhà. Bữa nay ăn vậy mà vui ghê luôn á. Bye. Bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye. Bye nha. Bye.